Mừng các bạn quay kênh Thanh 78. Nay mình lại tiếp tục một lại review con diều 5 mét của giáo sư Hoàng nhá. Đang ráp một bộ chuông hòa âm. Hòa âm. Bộ này là mới làm xong nha, miệng mung thì chưa sơn hết này. Đang test âm để coi nó kêu giống chuông hay kêu giống hòa âm. Nó kêu giống chuông hay là giống giống sáo. Hay giống diều, diều sáo kêu các bạn ạ. Cắn cong không? Cắn cong mà tới rốn mình luôn, thấy chưa? Nè. Đúng tới rốn luôn, cào lắm. Ba bốn anh em đang kết hợp ra bộ dây 5 mét nha. Gió không đều, lúc to lúc bé. Đây còn cái áo diều, áo Thích Minh Tuệ mới bay mới cho xuống này. Thích Minh Tuệ này này đuôi cao các bạn, 40 ha, 40 ạ. Thì nó vướng mà nó tút ra ấy, nó tút cả đàn đi. Rồi chuẩn bị lên con này nhá, đi phải hơi xa xa các bạn ạ. Đi nữa hả? Lên 2, 3. Ồ, không đấy, không kêu được. Hòa âm này chưa thua. Kêu nhỏ. Bộ hòa âm này kêu nhỏ quá. Gió chưa đều mấy các bạn ạ. Đang xả dây đây. Đang bay đây các bạn ạ. Đang lên đây. Rồi đang tiếp tục ráp thêm một con 4,5 mét à? Mới làm xong. Test lèo đầu đúng không? Mới làm xong, mới thay vai thay khung đây. Bây tình hình lên thẳng xuống thẳng. Ba anh em đang kết hợp ráp con diều 4,5 mét này nhé, xương cá.
lèo đầu tiên. Đang trên bầu trời chúng ta đang có 3 con diều rồi nha. Hai người ráp thân diều, một người ráp đuôi diều. Kết hợp rất nhuần nhuyễn để chuẩn bị sẽ cho cất cánh em diều bay lèo đầu tiên này nhá. Quan trọng là không biết gắn bộ sáo gì đây. Đây, gắn bộ sáo này đây. Gắn bộ sáo đây. Cuộn dây này. Đây, sáo còng nhôm nhá. Cọc sáo hơi lỏng. Thứ hai thì bằng xuống là ok. Thế thôi. Thế mà. Thứ hai chơi nó nhẹ nhàng. Con diều này đang là đà quá. Bên kia một số con diều khí động học đang lên ha. Bên này là một số khí động học. Con này vừa bắt đầu lên, bắt đầu là đà lắm. Chưa cất lên nổi, đang còn là đà, sáo chưa kêu nổi luôn. Rồi, đang ráp sáo lên đây. Đuôi con này to phết đấy. Con này đuôi to lắm. Chắc bằng con 5 mét đấy. Rồi đang cột chi đuôi nhá, chi đuôi là mới thay vai test đầu tiên. Rồi chuẩn bị cho cất con này á. Ôi, lên. 2 3 lên. Ô lèo đầu tuyệt vời luôn. Lèo đầu như vậy quá tuyệt vời ha các bạn ha. Lèo đầu như vậy là quá ok rồi, hơi chói nắng quá. Lèo đầu như vậy là tuyệt vời ha. Mỗi tội sáo kêu âm không được gắt đấy. Thôi các bạn thấy hay, các bạn cho mình một like, một chia sẻ nhé. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video sau ạ.